Ngày 12 tháng 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt BC08 Công an thành phố cho biết vừa ra mắt mô hình ca tuần tra kiểu mẫu với 21 tổ công tác ở các đơn vị trực thuộc do đoàn phòng BC08 tổ chức. Với ca tuần tra kiểu mẫu, cán bộ chiến sĩ không được mang theo điện thoại di động và không được mang theo số tiền quá 200.000 đồng. Mỗi ca công tác phải xử lý vượt chỉ tiêu công tác do đơn vị phân bổ, có thái độ tác phong, văn hóa, ngôn phong, ngôn từ lịch sự đúng quy định của ngành khi tiếp xúc với người vi phạm. Không chỉ tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông mà còn tăng cường xây dựng cái hình đẹp như là giúp đỡ người dân, tuyên truyền luật giao thông, phát tờ rơi, xung kích làm thêm giờ, và đặc biệt là cái tổ này là làm thêm giờ ngoài giờ công tác chứ không phải là làm giờ trong ca hành chính của các bạn. Cán bộ chiến sĩ không sử dụng rượu, bia, các chất kích thích khi thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện phong trào bốn biết, biết chào, biết cười, biết xin lỗi, biết cảm ơn. Không để xảy ra những hình ảnh phản cảm gây bức xúc. Không sử dụng các đối tượng xe ôm, cò mồi có tính chất côn đồ để đe dọa, đánh người vi phạm phản ứng lại lỗi vi phạm hoặc để cảnh giới lực lượng kiểm tra.